Ráng anh em mình vô, anh em mình nấu cháo ăn nha mọi người. Không ăn. Nấu cho mấy anh em ăn, này thương mấy anh em. Không có nấu gạo, nấu cháo bịch luôn. Hôm nay là gọi là xin chào tất cả mọi người đến với kênh Thanh Nhã Vlog nha. Trời, nhớ tay rồi. Thì hôm nay là mình với anh Phương vô sớm để nấu miếng cháo cho hồi mấy anh em vô đói ăn nha mọi người. Ủa, cưng bật lửa chưa vậy? Hả? Chưa. Em nấu nước sôi em nữa đi đó. Thì bật lên đi cưng, bật lên. Thì sao nè? Thì hôm nay cháo nó không được bình thường. Không phải là không được bình thường mà cháo này sẽ là cháo bình thường. Không. Nhưng mà khi một hồi anh Phương cho tụi nó ăn cháo á thì cái cháo nó lại khác thường. Thiệt luôn hả? Bữa nay là gọi là xanh mặt. Em nói thiệt nha, đặt tình huống như em suy nghĩ ha. Em mà vô cái tình huống đó là thiệt em nhiều khi nhỉ vô quần luôn. Ngộ độc luôn. Nhỉ vô quần luôn á. Mọi người biết không? Thì cái thứ mà không ăn được á là cái trứng của con cóc. Đúng không? Ừ. Thì đó, em nói anh nghe sơ sơ vậy thôi, từ từ hồi thì mọi người nghe sơ sơ vậy thôi mọi người hiểu rồi. Khi mình nấu thì mình sẽ nấu với lại trứng gà. Trời ơi. Vậy chứ tính ra hồi anh em ăn bổ vô bổ bình thường, nấu bình thường mà. Trứng gà. Xong dữ trời. Đó. Nhưng khi á, có quậy lên luôn, quậy lên chứ. Nhưng khi mà buồn hồi á, mấy anh niên kia vô á, anh sẽ nói cái trứng khác. Ừ. Anh sẽ có thị phạm luôn. Thử coi phản ứng mà khi mà gọi là biết mình ăn được cái trứng đó cảm giác như thế nào. Ok. Mọi người nghe là thấy hứng hứng đúng không? Để hồi coi thử cái phản ứng như thế nào. Trước tiên mình phải nấu cái nồi cháo này lên thiệt là ngon. Quậy lên rồi hồi nói chung là cho mấy anh em ăn. Em sẽ là người bị gọi là thị phạm cho mấy anh em coi. Thôi, nói nhiều cũng vậy à. Coi video đi mọi người, từng giây từng phút ngày trải qua là không hiểu nha mọi người. Ok. Ok mọi người, mình đã có quay rồi nha mọi người. Thì bây giờ sẽ chờ đợi không mọi người. A few moments later. Đi anh đi học hả? Đi ngồi ăn bánh cháo đi anh em. Tao nấu nồi cháo sáng ăn giải cảm. Được rồi nó đấy. Anh nấu gì vậy? Đúng rồi, nãy ăn tô rồi đó, nằm ngủ rồi. Sáng sớm vô ngủ tiếp nè. Con có phê ngủ luôn á. Ăn xong đi nhở, đi dẹp nhở. Ăn xong đi nhở, đi dẹp dẹp nhở. Nói nhả gà xong chưa dẹp kìa. Dẹp cho nó là danh. Dẹp cho nó là thầy luôn. Kìa, dẹp cho nó là danh. Dẹp cho nó là danh. Nóng nha, vừa hấp vừa thổi nha, phỏng lưỡi. Cháo trứng hợp cẩm á. Cháo trứng hợp cẩm á. Sáng vô nấu sớm mà đâu có mua gì đâu. Nói vậy một xíu quay ẩm thực rồi. Thôi mày cũng cầm một chén mày la gì người ta ha. Mấy đứa ăn no không hồi quay ẩm thực xong. Cái gì? Cái hạt cẩm.
Nêm vô tùy mỗi con đó vậy. Danh nêm là nêm ăn. Không mềm nêm vậy á. Đi tài bán mới được ha. Ơi, ơi. Đây đây đây, hồi em dẹp con cho này. Dẹp cho ăn là đủ không rồi, để em dẹp cho. Nó có hồn dí dí đi. Có hồn dí dí đi. Bỏ cho tới vô không nha. Ừ, cháu gì bỏ cho tới vô cho chừng. Dạ. Để hồi nhà thức rồi, ngồi dậy là bánh tô đó. Thảo sáng khen ngon quá trời. Cá ăn quá, ăn đã thì chứ. Hơi lỏng quá nha anh Hàng. Hơi lỏng không? Hơi lỏng. Dạ. Ngon. Ăn đi, ngon, ăn đi. Ngon chết rồi. Cái bịch trong nguyên nồi chưa? Ừ. Hai ba bịch. Này này có trứng gì vậy thầy? Sao anh không để ngược bịch luôn cho nó dễ ăn. Anh định nấu gì ăn chung nó vui. Không, cái bịch nó có gì hết. Nó có vị gì á. Dễ mày. Đúng rồi. Dễ mày. Rồi. Đúng rồi. Dễ mày. Rồi. Đúng rồi. Mấy này còn gì nữa mà thầy? Gì? Nãy anh có nói hợp cẩm mà, đủ thứ loại chính nhưng mà. Đau này hơi lạc nha anh Hằng. Mà tối anh ở sớm á, anh bắt mới cốc về, anh kêu anh chia cho anh. Anh kêu anh bỏ ba cái thịt ăn chín không. Anh nói chín ngon rồi để vô đây nấu cho anh em ăn luôn. Chín gì? Chín cốc á. Anh nói đừng ăn thịt chín nó ngon. Anh nói ngon rồi để ăn chung với anh em với ngon ăn mình nó không vui. Anh đem lên nấu nồi. Anh đem lên nấu nồi. Ủa anh Hàng? Gì anh Hàng? Anh nói giỡn hay nói thiệt anh Hàng? Anh nói thiệt. Ủa cốc ăn được không? Không được. Cốc ăn được, trứng cốc ăn không được. Trứng cốc ăn chết nha anh Hàng. Có anh nói gì nè. Bỏ cốc mà anh đi với anh nói rồi. Mà ai nói với anh vậy? Anh nói sớm. Ở anh Hàng anh muốn gì trời? Anh nấu trứng cốc hả? Đã chín nó gục rồi đó. Còn trứng gà đâu mà. Ừ, trời anh dở vậy anh Hàng. Anh Hàng trứng cốc sao mà ăn được. Thằng lao ăn bình thường có gì đâu. Rồi dở đồ ăn gì ơi. Nếu xàm đi thằng lao dở hoài. Anh chứ không có được. Có bạn không có được. Anh không lấy anh cho mà anh không biết trứng cốc ăn được à. Ủa anh không được hả? Trời ơi, nhả ăn xong á là ngủ giấc ngon lành. Thằng lao dở dở anh Hàng. Ôi đừng có cho nó ngủ đó. Nhả. Trời nó ngủ say à. Trời ơi trời. Môi tiếng nát rồi anh Hàng. Mày có tính mẹ sao rồi. Ủa nãy giờ anh tưởng nó ngủ. Nha. Nè ơi. Nè. Nó đang ăn cháo hả? Nãy giờ nó có ăn cháo không? Nó có ăn cháo. Cả tiếng rồi. Cả tiếng rồi. Xin là xin vĩnh biệt cô. Tiếng trời ơi trời. Nó biết nó kìa. Tiếng. Trời ơi trời anh Hàng. Ngu dữ trời. Trời ơi anh Hàng. Ôi trời. Trời ơi đứng nghỉ đi. Kìa đi. Sao đi mình viện? Còn mình nè, mình đi. Đi luôn. Mình đi mình viện nè. Bây giờ nè. Không thể nào hiểu anh được luôn. Trứng cốc ăn không có được. Trứng cốc ăn không có được. Toàn sùng. Bây giờ đừng có la nữa. Giờ mấy đứa kè cái xe. Anh chở nhả đi rồi mấy đứa chạy xuống dưới luôn. Mấy đứa chạy xuống luôn. Gọi cái xe giùm anh phụ coi. Uống nước vô. Uống nước vô xuống dưới súc ruột. Uống nước vô. Uống nước vô xuống dưới súc ruột. Uống nước vô. Uống nước vô xuống dưới súc ruột. Lên lên. Thì không uống ra đây rồi uống nước. Không có được. Bây giờ nó uống nước vô cho nó lỏng ra đi. Xuống dưới súc ruột. Lo thằng này nè. Súc ruột mới nó còn khỏe. Chút xíu súc sao. Đi nhà ơi. Đi nhà ơi nhà. Chết ơi nhỏ rồi. Ở đi em quay xe. Ở đi em quay xe. Mày kẹ nó vậy. Mày kẹ nó vậy. Tao cổng đi. Đừng có khiên. Rồi nhẹ nhẹ nhẹ. Lên lên đi. Tao cổng cho. Đỡ lên. Ba nhẫn với châu với trai. Nó tiếng đồng hồ chứ nó đi luôn rồi quá. Nó đi luôn rồi quá. Ừ anh nói xà lơ. Sao cô nói gì? Nhảy tới tao. Đi cắm luôn nhảy xuống cửa đi. Cứu được cứu. Lại áo bà. Đi ra đi luôn ra. Đừng có gáy nữa. Rồi đi đi đi. Mình đi luôn. Tao mình cho mình thấy sao rồi. Con nữa. Sao không đi xuống được. Con nữa. Nhảy tới tao. Trời ơi. Nhảy nhảy rồi cũng. Mày cậy đi tao cắm cho. Trời chết luôn rồi anh Hàng. Hàng biết bao nhiêu tuổi với hồi rồi. Tiếng cốc ăn làm gì được. Tiếng cốc ăn không có được đâu nè.
Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, trời còn trứng nữa nè. Trời ơi, kẹ nó dễ dễ đi. Một để một tiếng một hồn chết. Nó bây giờ nó đâu rồi. Kẹ nó thôi nhả. Chết mới là sống cái vậy sao đi. Có sao nữa. Ơi, đi lại đây nó còn cố được. Để vô đi từ từ đi, mấy đứa sống hồi nó. Anh vô anh hết rồi. Chạy xuống bóc xóm liền nha. Trứng cóc ăn là ngộ độc thiệt nha mọi người. Trứng cóc ăn là chết nha mọi người. Trứng cóc không ăn được nha, đừng ăn thịt cóc luôn đi. Đúng đúng. Chết đó. Thì mọi người đừng ăn thịt cóc luôn nha, cái này chỉ là giúp cho mọi người. Tươi xanh rồi. Để đi lại mọi người. Bây giờ mình với anh Phương sẽ đi thử coi rồi mấy anh Điên đi đâu nha mọi người. Không biết đi đâu luôn rồi mọi người. Giờ anh Phương gán miếng miếng theo coi coi có thấy dấu được không nha anh Phương. Mình với anh Phương sẽ đi kiếm nha mọi người. Trời ơi, lắm trời. Mình đi vô bệnh viện luôn mọi người. Bệnh viện rồi. Còn cắm nội nha. Mình đang vô bệnh viện. Mình đang vô bệnh viện luôn. Ừ. Điện gì? Má nghi lắm nha. Nghĩ vậy? Cái này nghi lắm nha. Bóc số chưa? Vậy người ta chưa biết tên. Bóc số chưa? Đi khám đi, khám động quát đi. Thì đi xuất buộc. Khám động quát đi. Bảo xuất buộc. Ở vô trong xuất buộc. Chứ em bị gì mà không bình thường? Mẹ ăn cháo cốc. Ăn cháo trứng gà. Em ơi, ăn cháo trứng mà. Cái chung cái đầu cháo thôi không? Cháo. Cái chung cái đầu cháo thôi. Ăn chung luôn á. Ăn chung ngon xanh ăn đi gì? Chứ anh bị gì không? Thấy cảm thấy chung người sao rồi? Chưa bình thường. Ở bình thường thôi. Ở bình thường thôi vậy anh vậy? Chơi vậy? Chơi đúng không? Có, vô thăm tổng quát đi.
anh gì bán anh năm nay 36 tuổi không lẽ anh khùng anh cho mấy đứa cho gốc bởi vậy không lẽ khùng gì vậy anh có gặp rồi vậy anh tôi gặp lại nha bảo vệ nha bảo vệ nha bảo vệ nha lúc xíu bây giờ mọi người lúc xíu bây giờ ok mọi người để mình thì nó khám tổng quát rồi mọi người lâu lâu khám tổng quát sức khỏe có gì đâu anh Vương ok cảm ơn mọi người đã xem hết video này nha mọi người nếu mọi người thấy video mình xin vui like cái kênh ủng hộ anh em mình nha bây giờ chào mọi người nha bye bye mọi người.